Dạ, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được đồng hành với cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Và trong video hôm nay là vào buổi tối ngày cuối tuần quý vị. Hôm nay là buổi tối ngày 7 tháng 1 năm 2024. Ngày cuối tuần, đường phố cũng khá là nhộn nhịp. Nhưng mà đa số là khách du lịch quý vị. Khu vực này là quảng trường 2 tháng 4 cũng như là hội trường và chợ đêm. Đây là cái khu vực mà trung tâm của Nha Trang nhộn nhịp nhất về đêm quý vị. Trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh của đường phố khu vực trung tâm. Rồi em sẽ đi qua khu ACC Vườn Xoài. Rồi sẽ đi dạo một vòng những cái con đường trung tâm của thành phố, sau đó em sẽ qua trung tâm thương mại Nha Trang Center xem tình hình bên đó buôn bán rồi những ngày cuối năm sắp đến Tết Nguyên Đán như thế nào nha quý vị. Bây giờ em đang di chuyển qua con đường này, đó là những hình ảnh của đường Nguyễn Thị Minh Khai. Năm xưa nó là con đường Hàm Nghi, di chuyển thẳng theo hướng này của đường Thị Minh Khai thì cô chú chị bạn sẽ đi nối dài là con đường Vân Đồn là ra giao với đường Lê Hồng Phong. Năm xưa Lê Hồng Phong nó là con đường Lữ Gia quý vị. Khu vực này là tòa nhà Panorama cao 39 tầng nằm ba mặt tiền con đường Nguyễn Thi, đường Chợ Đêm một đoạn và đường Hùng Vương và con đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ngay góc này là Nguyễn Thị Minh Khai và Hùng Vương quý vị. Với một lượng khách du lịch đang đến Nha Trang là khách Hàn Quốc và khách Trung Quốc cũng như là Kazakhstan khá là đông, cho nên là những cái tiệm spa hoặc là những cái quán hải sản dọc đoạn này của con đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng như là đường Vương, những con đường được mệnh danh là con đường khu phố Tây của thành phố Nha Trang đã hoạt động nhộn nhịp trở lại rồi quý vị. Khu vực này quý vị có thể thấy được hai bên đường là quán nó cũng rất là nhiều. Và khách du lịch thì cũng dạo hai bên vỉa hè rất là nhộn nhịp. Tính từ ngoài đường Trần Phú đi vào trên con đường Nguyễn Thị Minh Khai tới cái đoạn ngã ba giao với đường Tô Hiến Thành là nhộn nhịp nhất quý vị. Hay chỗ nó góc này là đường Nguyễn Thị Thục giao với con đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nguyễn Thị Thục nó là đường một chiều, năm xưa là con đường Lê Văn Duyệt. Ở đây là các cái tiệm spa này, rồi các cái mini mart, những cái cửa hàng tiện lợi nhỏ nhỏ gần khu vực của tòa nhà Regaria Gold Hotel với Vertigo Hotel, hai tòa nhà cao 40 tầng tiêu chuẩn 5 sao nằm gần ngay góc ngã ba của con đường Tô Hiến Thành và con đường Nguyễn Thị Minh Khai. Bên tay phải của chúng chị bạn là Tô Hiến Thành, con đường ra giao lại với Lê Thánh Tôn. Và nó cũng là một con đường rất là nhộn nhịp với cái lượng khách đi dạo vào mỗi đêm. Đoạn này cũng nhiều quán lắm vị trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, cà phê nè, rồi các cái quán lẩu nè, các cái quán nướng nè. Spa rồi chăm sóc da nhiều lắm, mọc lên. Đây góc qua này là có Highland Coffee, một trong những thương hiệu cà phê nổi tiếng ở Nha Trang, rất là nhiều chi nhánh. Bên cạnh đó thì có chi nhánh Hồng Túng nữa này. Đây lẩu dê Thanh Đa vị nằm ngay góc Mê Linh và con đường Nguyễn Thị Minh Khai. Bên đối diện bên kia là nhà hàng Ngọc Trai nè, gần khu vực của nhà hàng tiệc cưới Âu Lạc Thịnh. Bên tay trái của chú chị bạn là nhà hàng tiệc cưới Âu Lạc Thịnh. Vào cuối tuần thì thường nhà hàng này hay tổ chức tiệc cưới đó. Và đối diện với nhà hàng Âu Lạc Thịnh này cũng có một cái quán bún chả cá,
uống chả cá là cái chả cá là làm bằng cá thu thì cũng ngon, và quán tuy nhỏ nhỏ nhưng mà đông khách lắm, có cả khách quốc tế như khách Hàn Quốc họ ăn rất đông. Đó là quán của chị Hai Cá. Dạ, bữa trước em cũng có một video quay về cái quán đó. Đó, ngay chỗ này, ngay góc cua này cũng nhiều quán nhậu lắm vậy. Chỗ này có cái quán lẩu một người nè. Con đường Nguyễn Thị Minh Khai này thì nó hơi hẹp. Và bây giờ em di chuyển qua đây là những hình ảnh của đường Trần Nhật Duật vậy. Cái đoạn này của Trần Nhật Duật á là từ ngoài ngã tư giao với đường Nguyễn Thị Minh Khai đi vào này, đi thẳng nữa là sẽ giao với sân bay vị, sân bay cũ á, phi trường cũ á, bây giờ nó thành khu đô thị rồi, khu đô thị sân bay. Còn khu vực này gọi là khu ACC vườn xoài nè. Đây cũng là một cái khu đô thị rất là đẹp. Phía trước có một cái quán cà phê, đó là quán cà phê Mango ở bên tay trái của chú bạn. Quán cà phê này nó nằm ở khu ACC của vườn xoài trên đường Trần Nhật Duật. Mấy bữa trước có trang trí Noel đỏ rực rỡ vậy. Cái quán cà phê Mango vừa rồi nó cũng có một cái chi nhánh nữa, nó nằm ở trên con đường Hùng Vương á, sát bên cạnh của chợ đêm luôn á vị, ở mé bên đường Hùng Vương. Đây, chỗ này là Milano, bên kia là một dọc là những cái quán cũng là những cái quán nhậu. Ở phía trước là ngã tư giao lại với Nguyễn Thị Minh Khai và Trần Dục. Dạ, và em đi qua đây là những hình ảnh của đường Tô Hiến Thành ấy vị, đó vị thấy khách du lịch dạo đông ghê không? Đó. Các quán ăn dọc trên đường Tô Hiến Thành này cũng nhiều. Đó, cốc tai rồi nhà hàng, bên kia có quán kem, quán kem mà lúc trước khách Trung Quốc là họ phải xếp hàng luôn á, đông lắm ấy vị. Rồi trên này có bánh căn số 5 Tô Hiến Thành nữa. Góc này là Bạch Đằng, vừa rồi là Bạch Đằng vậy. Ở trên con đường Tô Hiến Thành này đa số là các cái quán ăn, cà phê, khách sạn thì được hai cái thôi, một cái là limo tiêu chuẩn 4 sao và cái Botiware. Ở đây có mấy cái cửa hàng bán đồ chơi cho em rất là lớn luôn. Và những cái cửa hàng đó thì họ cũng đa số bán cho khách du lịch, cho những em bé nước ngoài, con của những vị khách quốc tế vậy. Ngay chỗ này cà phê nè, rồi cái Botiware Hotel này, nó đối diện với cái Hood Building luôn vậy. Đây số 5 Tô Hiến Thành. Bây giờ em di chuyển qua đây là những hình ảnh của con đường Lý Tự Trọng rồi, con đường Bá Đa Lộc năm xưa. Hướng này di chuyển thẳng là vì sẽ đi xuống biển, xuống giao với đường Trần Phú. Vừa rồi là đi qua ngôi trường Lý Tự Trọng. Năm xưa Lý Tự Trọng là ngôi trường trung học Võ Tánh. Bây giờ ngay góc này là của đường Hoàng Thám với đường Lý Tự Trọng là có một cái Anova.
một cái hotel, một cái tòa nhà Anova cũng mới xây xong vậy. Và bên kia là tòa nhà Gold Coast cao 40 tầng, nằm ngay vị trí số 1 của Trần Hưng Đạo. Và chỗ này là cái góc bên hông của nó là con đường Lý Tự Trọng. Ngay chỗ góc này người ta hay trang trí tiểu cảnh lắm. Giờ hình những Noel vỏ cò hò vẫn còn để. Và bên cạnh của tòa nhà Gold Coast này đó là tòa Diamond Bay, cũng là tháp đôi, hai tòa tháp đôi. Và phía trên thì nó có trung tâm thương mại Nha Trang Center. Bây giờ em mời cô chú các bạn đi lên khu vực của trung tâm thương mại của tòa nhà này nha. Ở đây là tầng 4 của trung tâm thương mại Nha Trang Center. Thì trung tâm này nó có 4 tầng và tầng trên cùng này là có chiếu phim vậy, có vui chơi, rồi có một cái quán buffet Đà Lạt. Đây là những hình ảnh của trung tâm thương mại Nha Trang Center. Ở chỗ này có 4F mát này, rồi có lẩu này, lẩu tteokbokki buffet 129 thôi, 130.000 một cái lẩu. Đây đang ở tầng 3F của Nha Trang Center. Đây họ có bán trầm hương các loại ha. Ok, là đi lên tầng 4 là tầng vui chơi, khu vui chơi game, còn ở dưới này là mua sắm quần áo cũng như là có lẩu này, rồi có siêu thị mini. Hiện tại khách Hàn Quốc họ đi dạo, đi ăn rồi họ đi siêu thị. Cà phê Mechang, Robusta và Arabica. Arabica thì túi 500 gram. Núi túi 500 gram thì 78.600. Còn đối với Robusta thì rẻ hơn, 76.900. Rẻ hơn cũng mấy ngàn thôi vậy. Ở đây họ bán tượng Phật rồi rất là nhiều luôn quý vị. Tượng Phật đá màu hồng đẹp quá. Rồi xuống dưới này là bán vali nè, rồi có cả quần áo nữa quý vị.
nó bán thú bông này, rồi quần áo này, giày. Cái trung tâm thương mại Nha Trang Center này nó chỉ có 4 tầng thôi, còn bên của Gold Coast là tới 7 tầng là quý vị. Và lúc nào tầng trên cùng cũng là cái tầng vui chơi. Quý vị muốn chơi bowling nữa, lên tầng 4 của Nha Trang Center này nè, cũng có nữa. Xem phim, chơi bowling, ăn buffet ở trên tầng 4 của Nha Trang Center, nằm ngay góc của đường Lý Tự Trọng và đường Trần Phú vậy. Và đi xuống đây là tầng tầng trệt rồi nè. Tầng trệt thì có trà ô long này vậy, họ có bán trà ô long này. Ở đây những cái thương hiệu giày dép nổi tiếng này. À, thôi đến đây em cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video nhé. Em xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.